đâu có dễ đâu hả? Bây giờ hát lại nè. Ngàn câu hát hiểu ta đi làm ca sĩ được rồi đó. Rồi tụi bỏ nghề nhá. Rồi mình hát nhá. Ok, bài cuối cùng đi chơi. Bye. See you tất cả mọi người nhé. Để sức khỏe về sớm nhé.